Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngành dịch vụ, du lịch, vận tải hành khách bị tác động và chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh COVID-19. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, lượng khách tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh như bến xe khách Hưng Yên, La Tiến, Triều Dương những ngày gần đây rất vắng. Lượng khách tại các bến đều giảm 50-60%. Một số nhà xe cũng giảm 15-20% lượng xe so với trước. Các chuyến xe buýt, xe khách tại Hưng Yên đi Hà Nội những ngày này rất vắng khách. Nguyên nhân là do lượng lớn sinh viên học sinh đang được nghỉ để phòng chống dịch bệnh. Người dân cũng đã hạn chế di chuyển, sử dụng phương tiện công cộng vì lo sợ lây nhiễm dịch bệnh. Công ty xe khách Thành Công hoạt động tại bến La Tiến, huyện Phù Cử, đi bến Giáp Bát, Hà Nội cho biết doanh nghiệp có 18 xe, mỗi xe chạy 4 chuyến một ngày. Tuy nhiên, những ngày này, xe nhiều nhất cũng chỉ đón được 10 khách, có xe chỉ được 1-2 khách một chuyến, khiến đơn vị bị sụt giảm doanh thu lớn, thậm chí đang phải bù lỗ để duy trì việc phục vụ hành khách ở các tuyến cố định theo quy định. Hiện mỗi ngày, nhà xe đang lỗ từ 15-20 triệu đồng. Mặc dù trong điều kiện sụt giảm doanh thu, nhưng các chi phí khác như lãi vay ngân hàng, các loại thuế, phí, lương cho người lao động, vật tư, sửa chữa, xăng dầu, v.v. vẫn giữ nguyên, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp thì vẫn đảm bảo duy trì tuyến lốt phục vụ cho hành khách đi lại trên tuyến La Tiến Giáp Bát. Công ty vẫn phun phòng chống dịch, thứ nhất là trên xe, thứ hai cũng trang bị khẩu trang cho anh em lái phụ xe và cùng với hành khách để phòng chống dịch. Nhu cầu khách đi lại đối với dịch vụ thì là giảm khoảng tầm 70% so với khi mà không xảy ra dịch. Trong lĩnh vực sản xuất, nhiều doanh nghiệp hiện cũng đang lao đao vì tác động gián tiếp của dịch bệnh, đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Điển hình như công ty cổ phần may thương mại Tiên Lữ, chuyên sản xuất sản phẩm dệt may xuất khẩu đi nhiều nước thế giới, nhưng lại phụ thuộc phần lớn vào nguyên liệu của Trung Quốc. Mặc dù công ty đã ký được hợp đồng đến hết tháng 4 năm 2020, nhưng hiện nguyên liệu, phụ kiện cũng chỉ đảm bảo cho 200 công nhân sản xuất đến giữa tháng 3 là hết. Điều đáng nói là nhiều sản phẩm đã hoàn thiện và đóng gói, nhưng vẫn chưa xuất được vào thời điểm này. Cái dịch COVID-19 chưa được kết thúc, mà theo công ty nguyên phụ liệu của chúng tôi thì là đến hết tháng 3 là đã hết. Người lao động là lo lắng là không có phụ liệu về thì cũng chưa biết làm gì để ổn định cuộc sống. Được biết, nhiều doanh nghiệp cũng đã phải cắt giảm lượng lao động vì thiếu nguyên liệu. Trước những khó khăn này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần nhìn lại các điểm mạnh, điểm yếu của mình để cơ cấu lại và tìm ra hướng đi mới chủ động hơn.